Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ sáu Phát Đại Thề Nguyện Phát Thề Nguyện rộng lớn Tập 188 Hòa thường Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 22 tháng 3 năm 2015 Chuyển ngữ bằng biên dịch qua tạng quyền môn dịch giả diều hiệp kính chào quý vị pháp sư quý vị đồng học mời an tọa Thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo à a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng khiêm nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng A xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm khí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung tùng a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm khí tùng kim nhật nải chí mạng tùng quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tung, quy y Đạt Ma, ly dục trung tung, quy y Tăng Giả, dư chúng trung tung. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 478. Trang 478. Bắt đầu xem từ câu cuối cùng, hàng thứ sáu hàng thứ sáu tùy sự phát tâm có thể bị thoái chuyển người có tính bất định cũng có thể phát tâm đây là nói về phát tâm bồ đề có tùy sự có tùy lý tùy sự Có lúc họ sẽ thoái chuyện Người có tính bất định Cũng có thể phát tâm Tiếp theo bên dưới nói tuân lý phát tâm Tuần lý là sẽ không thoái chuyện Đây là người nào? Người có căn tánh Bồ Tát mới có thể phát khởi Tuy là Tuy sự có thoái chuyển Nhưng phát tâm Thì trong a la gia Vẫn lưu lại chủng tử thiện căn Chúng ta phải biết Thuận lý Cũng là Do nhiều đời, nhiều kiếp, tích lũy, tùy sự. Cho nên họ mới có thể thuận lý. Đây là thiền căn. Một trường hợp khác đã hạ thủ công phu đối với kinh giáo. Đã làm sáng tỏ làm rõ lý này rồi. Thật sự phát khởi tâm bồ đề. Lý là gì? Lý là một thể thật sự hiểu rõ khắp pháp giới hư không giới và chính mình có quan hệ một thể tấm bồ đề tự nhiên sẽ sinh ra dạng pháp của vũ trụ và ta đã là một thể Tâm đại từ bi Tâm yêu thương gia chở chúng sanh Tâm độ thoát chúng sanh Như tứ hoàng thệ nguyện Tự nhiên sẽ được sanh khởi Đây là tánh đức của tự tánh Sẽ không thói chuyện cho nên Đó là người có chủng tánh Bồ Tát Phát tâm như vậy Công đức vô biên Giả sử Chư Phật dùng vô số kiếp Để diễn nói Các công đức ấy cũng không thể nói hết Đây là nói lời chân thật Công đức phát tâm không thể nghĩ bạn Đại sư Nguyên Hiểu Nói tùy sự phát tâm Là tâm bồ đề duyên sự của đoạn văn trên Thuận lý phát tâm Tức là tâm bồ đề duyên lý của đoạn văn trên Sách đồng yếu nói khá tường tận cho nên niệm lão đã trích lục toàn bộ vào đây xem tiếp đoạn bên dưới lại nữa khuyến phát bồ đề tâm văn trong đây nói bác đã bồ đề là vua trong các thiện Thiền trong các hiện. Vô lượng thọ kinh khởi tín luận. Đây là chú sớ của cư sĩ Bành Nhị Lâm. cư sĩ bành tế thanh đời nhà thanh trước giải kinh vô lượng thọ Từ đề kinh đó gọi là khởi tín luật trong đây ngài nói rằng vì vậy biết được tâm bồ đề là cội nguồn của chư phật là huệ mạng của chúng sanh Bồ Đề Tâm Trong Quán Kinh đã nói là Chí Thành Tâm Thâm Tâm Đại Bi Tâm Chí Thành Tâm chính là chân tâm Không phải vọng tâm từ trong chân tâm sinh ra thâm tâm thâm tâm là tự thọ dụng bồ đề tâm khởi tác dụng đối với chính mình là thâm tâm đối với đại chúng là đại từ tâm đặc biệt là thế giới ta bà chúng sanh ở thế giới ta bà khổ thật sự khổ thời đại của cư sĩ bành là thời càng long thời thịnh thế của nhà thanh thái bình thịnh thế không dễ gì cảm nhận được khổ. Không thâm nhập Phật Pháp thì rất khó lãnh hội. Thâm nhập Phật Pháp lãnh hội thế nào? Họ biết được luân hồi khổ. Biết rằng nhân duyên quả báo khổ. Nhưng chúng ta sinh trong thời đại này. Cảm nhận của tất cả chúng sanh là chính mắt chúng ta nhìn thấy Đến thần lãnh hội được Thật là khổ Giàu nghèo sáng hẹn Ai cũng có nỗi khổ của mình Thật sự là khổ không nói nên lời Chiêu cảm thiên tai nhân quả đặc biệt là ở thời đại hiện nay có rất nhiều người không biết mục tiêu và phương hướng trong cuộc sống thật sự khổ ngày xưa giáo dục truyền thống thiết thực từ nhỏ đã quân tập luân thường đạo đức nhân quả giáo dục thánh hiền đối với đời người xây dựng cuộc đời này biết rõ hiểu được phương hướng và mục tiêu hiện nay không có ai dạy nữa chúng ta thấy đứa trẻ nhận được sự giáo dục gì giáo dục của tv giáo dục của internet giáo dục của đồ chơi điện tử máy chơi game quý vị quan sát tỉ mỉ nội dung trong đó là gì xác đạo dâm dọng không đáng để xem. Trẻ em từ nhỏ đã đưa những thứ này vào a lại gia thức trở thành chủng tử đây là tập tính bất thiện đời này của chúng còn có hạnh phúc sao ngày nay chúng tôi nói văn hóa truyền thống luôn thường bác đức không dễ dàng thúc đẩy được nguyên nhân do đâu người thanh niên thông thường không có nguồn gốc này giữ thái độ nghi ngờ đối với văn hóa truyền thống thậm chí là đã phủ định Điều cho rằng những điều này là của thời đại phong kiến là chiêu trò mà những đế vương thời xưa lừa gạt lão bá tánh không có lòng tin với cổ thánh tiên hiền mắt thấy tai nghe đều là văn hóa phương tây là tự do dân chủ chúng ta tiếp nhận văn hóa phương tây rồi tạo thành hiện tượng xã hội như ngày nay hiện nay thật sự có người nghi ngờ văn hóa phương tây rồi Người nghi ngờ càng ngày càng nhiều Mấy năm trước tôi ở Úc Chị của tiên sinh Lục Khắc Văn Chúng tôi gặp mặt ở cô ấy đưa ra vấn đề này để hỏi tôi chế độ dân chủ có phải là chế độ tốt nhất không tôi nói với cô ấy chế độ dân chủ là một chế độ bất đắc dĩ Ở Mỹ thì được Bởi vì lịch sử nước Mỹ chỉ có 200 năm Hai trăm năm thì không có gốc Toàn là nước khác di dân đến Mỹ Người thổ dân da đỏ nước Mỹ là một nhóm người rất đáng thương cho nên mọi người đều không có gốc chọn chế độ dân chủ thì được tôi đã nói với người nước mỹ chế độ của trung hoa không thích hợp với mỹ chế độ của mỹ cũng không thích hợp với trung hoa điều này nhất định phải làm sáng tỏ cũng giống như mở cửa hàng Cửa hàng của người Trung Hoa là cửa hàng lâu năm, 5.000 năm rồi. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cửa hiệu lâu năm. Ở Mỹ mới 200 năm, không có cửa hiệu lâu năm. Mọi người đều bày sập bán tạm thời, cho nên cho một người đại diện để quản lý. Như vậy là đúng trung hoa không thể nào kêu cửa hàng lâu năm chia nhỏ ra khiến họ đều bày sập hàng bán làm gì có chuyện này không có đạo lý này chúng ta phải nhận biết điều này một chế độ có dân tố thời đại của nó ở trong Có lịch sử truyền thống của nó Dần dần phát triển lên Giảm quá trung qua Bản thân chúng ta nói là đặc sắc Người nước ngoài không tin Tôi đọc được một số tác phẩm của Joseph Twenby người Anh Người nước ngoài nói đặc sắc Mọi người không còn gì để nói Không chỉ đặc sắc Mà còn đặc sắc trong các đặc sắc Đây là điều mà Joseph Tôn Bi khẳng định Và kỳ vọng sâu sắc ở thế kỷ này Thế kỷ 21 văn hóa trung hoa có thể phổ cập toàn cầu đây là nguyện vọng của ông vì sao vậy ông nói chỉ có văn hóa truyền thống trung hoa là bao dung là khiêm nhường là suy nghĩ cho người khác. Có lịch sử làm chứng. Nói rõ, ông không phải tùy tiện mà nói. Trung Hoa, trong mấy ngàn năm lịch sử, bất luận là đối nội hay đối ngoại đều xem trọng. Đối đại bình đẳng, Chung sống hòa thuận Có thể xả mình vì người Cũng tức là Đối với mọi người thì khoan dung Cuộc sống bản thân thì tiết kiệm Vì vậy Và mỗi triều đại Các nước láng giềng Đều đến Trung Hoa để chịu công gặp phải vấn đề nghi nan điều thỉnh giáo người lãnh đạo của trung hoa người đọc sách ở trung hoa điều này được ghi chép rất nhiều trong lịch sử cho nên văn hóa trung hoa ông nói là có thể cứu toàn thế giới. Kỳ vọng vô cùng tha thiết dân quả Trung Hoa có thể phục hưng. Đây là người nước ngoài. Ông lo nghĩ cho cả thế giới. Hy vọng thế gian này có thể an định hài hòa. Tôn trọng nhau bao dung nhau kính yêu nhau hợp tác với nhau người trung hoa làm được chúng tôi cũng có lòng tin này nhìn thấy tác phẩm của ông lòng tin của chúng tôi được tăng thêm mỗi người mỗi gia đình mỗi ngành nghề đều cần phải xem trọng truyền thống đặc biệt là trí huệ truyền thống lý niệm truyền thống phương pháp truyền thống kinh nghiệm truyền thống vô cùng quý giá Bắt đầu thực hiện từ đâu? Bắt đầu thực hiện từ bản thân. Bản thân phải học tập mục tiêu này, phương hướng này của Thánh Hiền Quân Tử. Thân tu rồi, thì gia tệ. Gia tệ rồi, thì quốc trị quốc trị rồi thì thiên hạ bình thiên hạ đối đãi bình đẳng chung sống hòa thuận mang đến hạnh phúc mỹ mãn cho toàn cầu đây là tâm bồ đề không có tâm này thì không thể học văn hóa truyền thống. Không có tâm này thì không thể học Phật. Tâm Bồ Đề của Phật còn lớn hơn tâm này. Không chỉ muốn cứu trái đất, mà còn muốn cứu chúng sanh. Trong tất cả cõi nước như Phật ở khắp Pháp giới, hư không giới. Vì vậy, cư sĩ Bạch nói, Tâm Bồ Đề là cội nguồn của chư Phật, là huệ mạng của chúng sanh. Vừa phát tâm này đã thành Phật Đạo. Vì sao vậy? Tâm này cùng với trí huệ của Như Lai, vì tương ưng với Phật trí, bất tư nghị trí, bất cả sinh trí, Đại thừa quản trí Vô đẳng Vô luân tối thượng thắng trí Phật Chân được Đại giác viên Mạng chứng được tánh đức cứu cánh viên mạng. Trí huệ, đức năng, tướng hảo, vốn sẵn đủ trong tự tánh. Không phải học được bên ngoài. Kinh giáo Đại Thừa nói với chúng ta, đây là trong tự tánh mỗi người vốn sẵn đủ không cần hướng ngoại cầu tiến tánh thì hoàn toàn hiển hiện ra cho nên giáo học của đại thừa đại thừa truyền đến trung hoa cũng đã truyền lý niệm phương pháp gia học trong phật giáo đến trung hoa rồi Nhà nho của Trung Hoa tiếp nhận Nhà đạo cũng tiếp nhận rồi Nhà Phật ở Trung Hoa Cùng với nhà nho Nhà đạo của Trung Hoa Dung thành một phiến Trở thành một chi phái của văn hóa truyền thống trung hoa không thể thiếu nói đến văn hóa trung hoa ba nhà nho thích đạo ba nhà này là chủ bên cạnh đó còn có chín trường phái học thuật gọi là tam giáo cửu lưu là một thể Khái niệm một thể này Đời nhà đường đã nói rất nhiều Nếu lâm từ Có một bi đã ghi chép rằng Tam giáo cửu lưu Ổn nguyên độ tán Các vào thời đại đường túc tông Tôn Tồng là con trai của Đường Minh Hoàng Đây là chứng cứ Đây chính là đa nguyên văn hóa Mà người nước ngoài đề xuất hiện nay Chính là ý này Đa nguyên văn hóa Trung Hoa có sớm hơn nước ngoài tam giáo cửu lưu của đất nước trung hoa là một nhà ngày nay chúng tôi mở rộng ra tôn giáo thế giới là một nhà làm sao mới có thể trở thành một nhà nhất định phải học tập phải giáo dục giáo dục thực sự là việc làm hàng đầu kinh điển của mỗi tôn giáo đều nên học tập kinh điển phong phú phân lượng rất lớn không có thời gian học phải tin giảng lại cho nên tôi hy vọng mỗi một tôn giáo đều biên soạn một quyển 360. trăm Hiện nay tôi đọc được Thánh Kinh 360 Trong đó tuyển chọn ra 360 đoạn nhỏ Vậy thì phân lượng không nhiều Mọi người đều có thể học tập Đọc một lần từ đầu đến cuối Cũng chẳng qua là 2-3 giờ đồng hồ Là đọc xong rồi Lần này tôi đến Malaysia và Singapore. Ở Singapore gặp mặt bạn cũ, trưởng lão Habi Hassan của Hội Hữu Nghị Tôn Giáo Singapore. Là người Hồi giáo đã biên soạn một quyển Kinh Cô Răng 360 tặng cho tôi. Tôi nhìn thấy vô cùng thích thú. Tinh hoa của Kinh Cô Phân lượng không nhiều, 360 đoạn nhỏ. Tôi nghĩ Chưa đến hai tiếng thì đọc xong rồi Tôi mong rằng mỗi tuần giáo Đều biên soạn một quyển 360 Hy vọng năm sau Chúng ta chọn một thời gian nào đó tổ chức một hoạt động ở Liên Hiệp Quốc. Hoạt động này chính là đoàn kết tôn giáo toàn thế giới. Giống như tổ chức có Hội Hữu Nghị Tôn Giáo vậy. Hội Hữu Nghị Tôn Giáo mang tính toàn cầu. Tổ chức hội nghị này ở Liên Hiệp Quốc Chủ đề là Quá giải tất cả xung đột Xuất tiến toàn cầu an định hài hòa Việc này rất có ý nghĩa Đoàn kết Chính tôn giáo lớn Singapore Là quốc gia đầu tiên Năm 1999 Chúng tôi thực hiện thành công rồi Mong muốn phát dương quang đại Hiện nay ở Úc cũng đã đoàn thể với nhau rồi Hy vọng có người đức cao vọng trọng Để dẫn đầu Để kêu gọi chúng ta nỗ lực hướng đến phương diện này khi khai ngộ đại sư huệ năng đã nói với chúng ta ngài minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ tánh có hình dạng thế nào khai ngộ là cảnh giới gì ngài đã nói năm câu gồm hai mươi chữ đã nói rõ ràng nói thấu triệt rồi câu thứ nhất ngài nói nào ngờ tự tánh vốn từ thanh tịnh tâm thanh tịnh tốt biết mấy người sẽ trung hoa nói bản tánh vốn thiện thanh tịnh là vốn thiện câu thứ hai của đại sư huệ năng vốn không sanh diệt tất cả các pháp đều có sanh có diệt chỉ riêng tự tánh không sanh không diệt tự tánh là gì chân tâm Người Trung Hoa gọi là bản tánh Bản tánh vốn thiện Chữ thiện này không phải là chữ thiện trong thiện ác Chữ thiện này Chính là năm câu Mà Đại sư Huệ Năng nói Dùng một chữ để đại diện Là chữ thiện Vốn không sanh diệt là thiện Vốn tự thanh tịnh là thiện Vốn tự sẵn đủ Chẳng đủ là gì Không thiếu gì cả Trí huệ đức năng tướng hạo Không thiếu gì cả Vốn không dao động Vốn không dao động Là tự tánh vốn định Cho nên chân tâm là định Tính khí nông nổi là dòng tâm không phải chân tâm. Câu sau cùng nói, có thể sẽ ra dạng pháp. Dạng pháp là gì? Cả vũ trụ. Cho nên thật sự là một thể. Một thể là tự tánh. Các pháp giới, hư không giới, vô lượng, vô biên chúng sanh, cõi nước, từ đâu mà có, từ tự tánh biến hiện ra. Cho nên là một thể còn thân mật hơn quan hệ trong một gia đình. Vì vậy, tâm Bồ Đề là đức hạnh vốn có của tự tánh. Không phải từ bên ngoài mà có. Mà còn là đức đứng đầu trong các đức hạnh. Tự tánh dạng đức dạng năng. Đứng đầu là gì? Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chỉ là tâm yêu thương Không có điều kiện Thanh tịnh, bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sanh Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh đều do tự tánh biến hiện Chúng sanh có mê có ngộ Có nhiễm có tịnh Có thiện có ác bất luận như thế nào tất cả đều là tự tánh biến hiện ra vì vậy trở về tự tánh thì bình đẳng đây là chân tướng sự thật chúng ta chẳng thể không biết người mê không hiểu được người giác ngộ thì đều biết ai giác ngộ a là hán giác ngộ bồ tát giác ngộ chư phật như lai giác ngộ rồi các ngài biết tất cả chúng ta học phật phải học theo các ngài học phật là học điều gì học phật chính là học khai ngộ có khó không không có vì sao vậy ngộ là bạn giác là chân tâm của quý vị là trong tự tấn quý vị vốn có không phải từ bên ngoài trong khởi tính luận nói rất hay bổn giác bổn hữu bất giác bổn vô công giác là học từ bên ngoài bản giác là vốn có Người xưa của Trung Hoa viết điều này Trong câu đầu tiên của Tam Tự Kinh Nhân chi sơ tính bổn thiện Chữ thiện này chính là 20 chữ của Đại sư Huệ Năng Mà vừa rồi tôi đã nói Một chữ thiện bao gồm tất cả rồi Tính tương cần, tập tương diện Tự tánh là một Là cùng chúng Có thể sinh ra dạng pháp giáo dục của Phật Đà chính là giáo dục trở về tự tánh, giáo dục trở về chân tâm, giáo dục trở về vốn thiện. Đó là xứng tánh. Cho nên đó là thật, không phải là giả. Vì vậy có thể cứu tất cả chúng sanh khổ nạn, có khả năng hóa giải tất cả xung đột và tai nạn, có khả năng mang đến cho tất cả chúng sanh hạnh phúc mỹ mãn, tự tánh đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hào người thông thường chúng ta ngưỡng mộ thần thông tự tánh đầy đủ vô lượng thần thông cảm ứng tiếp theo nói lại nữa phẩm tam bối giảng sanh trong kinh đều do phát tâm bồ đề nhất hướng truyền niệm đây là tổng cương lĩnh tu hành trong tịnh tông chúng ta cầu sanh thế giới cực lạc hy vọng chứng được cứu cánh duyên mạng ở thế giới cực lạc Làm sao có thể đạt được Thế Ca Mô Đi Phật nói với chúng ta Phát Tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta Chân tính thiết nguyện Chính là Phát Tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm a di đà phật nhất định được giảng sanh tịnh độ chắc chắn thành đạo vô thượng có thể thấy phát tâm bồ đề thật sự là quan trọng nhất trọng yếu nhất Nguyện thứ 19 này là nghe danh phát tâm. Chứng được các nguyện thứ 26, nghe danh được phước. Và nguyện thứ 47, nghe danh được nhẫn. Những nguyện này đều rất quan trọng. Nghe danh phát tâm Hiện nay chúng ta đang học nguyện thứ 19. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bạn. Nghe danh được phước. Quý vị muốn tu phước, người thế gian đều mong muốn tu phước. Nghĩ đủ mọi cách để tu phước. Như không biết rằng, phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, là tu phước lớn. Tu vô lượng phước báo. Không ai biết điều này. Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở chùa Lai Phật biết. Cho nên, Ngài thực sự phát tâm Bồ Đề Nhất hướng chuyên niệm Đã niệm một câu danh hiệu 92 năm Để việc làm cả đời của Ngài Chúng ta có thể nhìn ra Ngài chứng minh cho chúng ta Một trăm mười hai tuổi giảng sanh Cả đời Ngài không có bệnh khổ, không có lão khổ, không có tử khổ. Sinh lão bệnh tử, sinh đã là quá khứ rồi, không tính nữa, không nhắc đến. 112 tuổi, thế lực gần như người thanh niên. tự lo cho cuộc sống của mình không cần người khác chăm sóc hôm mà ngày giảng xanh buổi tối ngày ra đi ban ngày vẫn còn làm việc cả ngày ngoài giường cao làm đất xới đất nhổ cỏ chưới nước à, ba ngày làm lụng cả ngày buổi tối thì tự mình niệm phật giảng sanh không cần người trợ niệm ngài nói rất hay trợ niệm không chắc chắn trợ niệm không đáng tin bản thân tôi thì nắm chắc Tôi sẽ tự mình giảng sinh. Ngài thật sự làm được rồi. Làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tăng trưởng tính tâm của chúng ta. Chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Nhìn thấy việc làm cả đời của Ngài, Ngài không biết chữ, chưa từng đi học. 20 tuổi xuất gia với niệm một câu Phật hiệu này Nam Mô A Di Đà Phật Thành tựu được như vậy Khiến người khác tán thán. Tôi đã xem địa phim của Ngài mấy chục lần Tôi nghĩ Ngài được niệm Phật tâm mùi sự công phu thành phí sự nhất tâm, lý nhất tâm. Lý nhất tâm chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trong thời đại này, tham thiền đạt được minh tâm kiến tánh không còn nữa. Lão cư sĩ Hoàng Niêm Tổ đã nói với tôi trong thời đại này của chúng ta. Người tu thiền tông được định thì vẫn có. Người khai ngộ thì không còn nữa. Ngài ở chùa lái Phật niệm Phật khai ngộ rồi. Có gì được định? Lão Hòa Thượng Hải Khánh được định. Khai ngộ Lão Hòa Thượng Hải Hiền khai ngộ Điều kiện của Ngài tốt Điều kiện quan trọng nhất của người chân thật tu hành Là thành thật, nghe lời, thật làm Người thông thường chúng ta không có thành tựu Chính là do thiếu mất ba điều kiện này thiếu đi một điều cũng không thể thành tựu. Ngài có đầy đủ. Thái độ tu học cả đời tốt. Chân thành. Thanh tịnh. Cùng chính. ấn tổ thường nói một phần thành kính chân thành cung kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích lão hòa thượng hải hiền là một trăm phần thành kính ngài được công đức viên mạng thành tựu viên mạng trong thời đại này biểu diễn cho chúng ta xem làm chứng chuyển cho đồng học tu tịnh độ chúng ta công đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bạc chúng ta cần phải học tập Không thể tiếp tục nghi ngờ Không thể giải đãi nữa Tâm ngừng tốt như vậy Quý vị xem tịnh tông Cả đời này của chúng ta gặp được duyên Vô cùng thù thắng này Gặp được lão cư sĩ Hạ Liên Cư Hội tập bản kinh Gặp được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Đoạn chú giải cho chúng ta Chú giải này Là trích dẫn 83 bộ kinh luận 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức Chánh tri, chánh kiến, lại gặp được Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm chứng cho chúng ta. Đời này của Ngài chính là tám chữ. Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. Trong chương Tam Bố Giảng Sanh đã nói đến, Ngài làm được rồi. Ngài đã làm 92 năm. Cả đời Ngài chưa từng đọc bộ kinh nào. Cũng chưa nghe người nào giảng qua một lần kinh. Không có. Chỉ một câu Phật hiệu. Ngài xuất thân là nông dân từ nhỏ đã làm việc ngoài ruộng cho nên rất có kinh nghiệm đối với việc đồng an sau khi xuất gia vẫn làm ruộng làm ruộng gặt hái cũng rất tốt ngài vô cùng siêng năng cải quan cả đời làm được hơn một trăm mẫu đất sản phẩm nông nghiệp rất nhiều sinh hoạt trong chùa không vấn đề gì nhờ vào thu nhập này còn có dư ra dư ra thì ngài không bán mà cứu tế người nghèo khổ Quan cảnh trong chu Di hơn một trăm dặm có một số người nghèo khổ không có cơm ăn ngài cứu giúp đây là tại bố thí nội tại bố thí ngoài tại bố thí sửa cầu giá đường giúp người khác xây dựng đạo tràng ngài không nghỉ ngơi hay ở chỗ những công việc này không trở ngại niệm phật niệm phật ở đâu niệm phật khi làm việc ngài nói với người khác Niệm Phật làm việc không thấy giấc giả, dạ, không mệt Đây là lợi ích của niệm Phật Làm tấm gương cho chúng ta Chứng minh cho chúng ta Nguyện thứ 47 là nghe danh được nhận Được nhận ở đây là vô sanh pháp nhận Vô sanh pháp nhận Trong kinh giáo Đại Thừa thường nhắc đến Bồ Tát như thế nào chứng được Tất địa trở lên Tất địa Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhận vô sanh pháp nhận có ba cấp bậc ba phẩm thượng trung hạ hạ phẩm là cất địa trung phẩm là bát địa thượng phẩm là cứu địa Địa vị cao Rất gần với quả Phật cứu cánh Trên nữa là thập địa Đặng giác Sau cùng chính là diệu giác thành Phật rồi Dùng phương pháp gì? Chính là phương pháp mà Lão Hòa Thượng Hải Hiện biểu diễn cho chúng ta xem. Ngài có đạt được chưa? Chúng tôi tin Ngài đạt được rồi. Nhẫn nhục ba la mật của Lão Hòa Thượng. Người ở khu vực của Ngài đều biết. Cả đời Lão Hòa Thượng chưa từng nổi giận. Quý vị sỉ nhục Ngài. Quý vị ước hiếp Ngài. Ngài đều có thể nhẫn nhịn. Ngài không tranh cãi với quý vị. Ngài để sự thật từ từ chứng minh. Thời gian lâu dần, mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật rồi. Lão Hòa Thường quan ức. Ngài có thể nhận Không có tâm quán hận Không có tâm đố kỵ Không có tâm báo thù Đây là gì vậy? Thân tâm hài hòa Vì sao Ngài không bị bệnh Đạo lý ở chỗ này Nếu như có quán hận Quán hận sẽ mang lại bệnh tật giáo học của Phật Pháp Đại Thừa. Lão Hòa Thượng đều làm được rồi. Biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta xem tiếp. Cho nên nguyện này, nguyện này chính là nguyện thứ 19, nghe dành phát tâm. Theo lý giải thích, là do nghe danh hiệu Phật Nên được Phật gia bị Phát tâm Bồ Đề Nên giải thích như vậy Niệm Phật được Phật lực gia trị Càng hiển bày công đức của danh hiệu A-di-đà Phật Không thể nghĩ bạn Sức thể nguyện trọng lớn của nguyện dương không thể nghĩ bạc Nguyện dương chính là a di đà Phật Ngài đã phát 48 nguyện Nguyện lực không thể nghĩ bạc Tu các công đức Ngày đêm không gián đoạn những câu này tỏ rõ đại hành sau khi phát tâm rộng lớn quý vị xem do nghe danh nên phát tâm phát tâm tu đại hành là toàn văn của nguyện thứ 19. trong đó lục ba la mật cũng gọi là lục đồ Nghĩa của chữ độ là vượt qua biển khổ sanh tử. Wow. Nguyên văn của đoạn kinh văn này Phát Bồ Đề Tâm, Tu, Chư Công Đức, Phụng Hành, Lục Ba La Bật, Thiên Cố Bất Thoái, Phục Dĩ Thiền căn Hội Hướng, Nguyện Sanh Ngã Quốc, nhất tâm niệm ngã trú giả dạ bất đoạn phát tâm bồ đề tu các công đức bùng hành sáu ba la mật kiên cố không thói chuyện là dùng thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi nước con nhất tâm niệm con ngày đêm không gián đoạn đây là công phu duyên mạng không phải người thông thường có thể làm được nhất định phải được vật lực gia trị đại hành chúng ta xem những biểu hiện của lão hòa thượng hải Hiện, đó chính là đại hành ngài làm chứng chuyển cho chúng ta lục độ vượt qua biển sanh tử đến bờ nước bàn điều thứ nhất bố thí bố thí là gì buông xả triệt để. trong tâm chỉ có a di đà phật ngoài a di đà phật ra thì thảy đều buông xả Vì ở trong một câu Phật hiệu này Ngài Hải Hiện làm cho chúng ta xem rồi Quý vị xem tài Bố Thí và Bố Thí dù quý Bố Thí của Ngài Làm rất viên mạng Thì giới Ba La Mật tam quy ngũ giới thập giới tam tụ tình giới đều ở trong câu danh hiệu nam mô a di đà phật này thành thật niệm có vật hiệu này Chính là thọ trì viên mãn giới luật rồi Nhẫn dục ba la mật Niệm câu và hiệu này Nhẫn dục viên mãn Tinh tấn Ngày đêm không gián đoạn trong sinh hoạt không gián đoạn. Trong công việc không gián đoạn. Đối nhân tiếp vật cũng niệm Phật không gián đoạn. Khi nói chuyện, cũng rất chú tâm nghe, nhưng Phật hiệu không gián đoạn. Sau khi nghe xong, có điều cần trả lời người khác, thì khai thị cho người khác. giúp người khác đoạn nghi sanh tính. Phật hiệu trong tâm cũng không gián đoạn. Thật sự tinh tấn. Thiền định. Trong tâm chỉ có a di đà Phật chính là thiền định. Vô thượng thâm diệu thiền. Ngoài a di đà Phật ra thì không có niệm nào khác. Có giới, có định Đương nhiên khai trí huệ Bác nhã là khai trí huệ Lục độ viên mãn Thống nhiếp dạng hành Lục độ dạng hành Mà các vị Bồ Tát tu Một câu Phật hiệu đều bao gồm cả uyên cố không thoái chuyện. Chỉ cho đại nguyện đại hành ở trên. Chắc chắn không thay đổi. Không thay đổi là không biến đổi, không dao động. Mãi mãi không thoái chuyện. Như kệ nói, Cây này là kinh văn trong kinh này hành con quyết định lực kiên cố chỉ thánh trí phật mới chứng tri cho dù thân ở trong các khổ nhưng tâm nguyện này mãi bất thoái đây là ý nghĩa của kiên cố không thoái chuyện ngài hải hiền biểu diễn trong thời đại của chúng ta. Ngài Giảng Sanh vào tháng 1 năm 2013. Cách chúng ta mới hơn 2 năm. Là tấm gương tốt của chúng ta. Cho nên tôi khuyên đồng học Thật sự học ngài Học tập theo ngài Đĩa phim của ngài Sách dĩnh tư tập Nói về ngài Xem nhiều lần Đĩa phim Thì tốt nhất một ngày xem ba lần Một lần một tiếng đồng hồ Một năm không gián đoạn một ngày niệm mười ngàn tiếng Phật hiệu. Niệm Phật, khi ngồi niệm cũng được, đứng niệm cũng được, đi niệm cũng được. Hoặc là định thời khóa niệm Phật sáng tối. buổi sáng thức dậy niệm năm ngàn câu buổi tối trước khi đi ngủ niệm năm ngàn câu nhất định phải nghe địa phải xem đĩa phim một năm một ngàn lần người xưa nói đọc sách ngàn lần từ hiểu nghĩa kia Trong một năm không thiếu thời khóa nào Là thật tu tịnh độ Là đệ tử chân chánh của Đức Di Đà Một năm này Không ngày nào trôi qua vô ích Không niệm Phật Không nghe kinh Trôi qua vô ích Trôi qua vô ích thật đáng tiếc Trong kinh đã nói rất rõ ràng Là Đại sư Ngẫu Ích nói Có thể giảng sanh hay không Hoàn toàn do có tính nguyện hay không Giảng sanh là tính nguyện chân tính thiết nguyện chắc chắn giảng sẽ vậy còn nhớ hướng chuyên niệm nhớ hướng chuyên niệm là phẩm vị cao hay thấp bây giờ quý vị dành thời gian niệm phật nhiều thì giảng sạch thế giới cực lạc được phẩm vị cao Quý vị niệm Phật ít, giảng sanh phẩm vị thấp. Hoàn toàn buông bỏ việc thế gian là giả, không mang theo được. Phẩm vị của thế giới cực lạc mang theo được. Cho nên phải nhận thức rõ ràng, mang theo được thì ra sức làm, không mang theo được thì buông xả triệt để. Ý niệm của không có, Quý vị đừng nghĩ đến nó. Nó không mang theo được. Vậy trước mặt chúng ta, điều nào mang theo được, điều nào không mang theo được. Đây chính là tiêu chuẩn chọn lựa của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta xem Nguyện thứ 20. Trong nguyện thứ 20 Có một câu nói vô cùng quan trọng Nguyện Lâm chung tiếp dẫn Chúng ta xem kinh giác Nhất tâm niệm ngạ Trú dạ bất đoạn Lâm thọ chung thời ngã dữ chư bồ tát chúng nghe hiện kỳ tiên kinh tu du gian tức sanh ngã sát tác a à duy diệt trí bồ tát nhất tâm niệm con ngày đêm không gián đoạn khi lâm chung con cùng với các chúng Bồ Tát. Đón hiện trước mặt người ấy. Trong khoảnh khắc, liền sanh về cõi nước con, làm a duy diệt trí Bồ Tát. Là câu này. Bảy chữ. Bất đắc thiện nguyện, bất thụ chánh giác nếu không được như nguyện thì không giữ ngồi chánh giác đến thế giới cực lạc chỗ này không nói đến bốn cõi ba bậc không có nói không nói đến Vậy thì hoàn toàn bao gồm Hoàn toàn bao quát rồi Từ thượng thượng phẩm Đến hạ hạ phẩm Thượng phẩm thượng sanh Đến hạ phẩm hạ sanh Chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc đều làm A-duy diệt trí Bồ Tát Điều như vậy A-duy diệt trí Niệm lão có chú giải Chúng ta xem chú giải của Ngài Nhất tâm niệm con Nhất tâm vô cùng quan trọng Phía trước có giải thích hai chữ nhất tâm này Tâm không có hai niệm gọi là nhất tâm Niệm niệm đều là a di đà Phật Nhất tâm ở chỗ này Chỉ chân như thực thể của dạng vật Đây là nhất tâm Nhất tâm là chân tâm nhất tâm chính là bản tính nay theo kinh này chỉ có tính tâm kiên định không bị tâm khác làm dao động gọi là nhất tâm cũng chính là tính tâm chân thành Tôi thật sự tin có thế giới Tây Phương cực lạc Có A-di-đà Phật Đây là nhất tâm Tôi nhất định cầu sanh tịnh độ Đây là nhất tâm viên mạng Chân tính thiết nguyện Niệm niệm cầu sanh tịnh độ niệm niệm đều đã là tịnh độ thì trong tâm không có tạp niệm như vậy gọi là nhất tâm như gió hạnh tính chứng văn loại đây là trước tác của tổ sư tịnh tông nhật bản ngài nói tính nhạo chính là nhất tâm nhất tâm chính là tính tâm chân thật nhất là chân nhị là giọng chân là tính tâm chân thật không có chút nghi ngờ nào cho nên luận chủ nói là nhất tâm lại nữa sách thám quyền ký quyền thứ ba quan nghiêm kinh thám quyền ký là trước tác của quốc sư hiền thủ đây là giải thích kinh quan nghiêm trong kinh quan nghiêm nói nhất tâm là tâm không có ý niệm khác không có ý niệm khác Ngài chỉ có một niệm a di đà Phật Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta 92 năm Nhất tâm chuyên niệm a di đà Phật Không có niệm nào khác Hay nói cách khác Điều gì cũng không để trong tâm Trong tâm chỉ chứa a di đà Phật Điều này hiếm có Sách chỉ quán quyển thứ tư lại nói Là thiên thai tông Nhất tâm là Khi tu pháp này Nhất tâm truyền chú Tâm không dư duy duyên Chỉ trong tâm không duyên tất cả các sự vật khác Niệm lão nêu ra nhiều ví dụ như vậy để nói cho chúng ta biết. Trong tâm không thể có vọng tưởng, không thể có tạp niệm. Chỉ niệm một câu a di đà Phật đến cùng. Niệm bổn sư thích ca mâu ni Phật như thế nào? Không cần thiết. Nên một câu a di đà Phật này Đã bao gồm bổ sư trong đó Phần trước đã nói Một câu Phật hiệu a di đà Phật này Là danh hiệu chung của tất cả chư Phật Quý vị nghĩ xem Ý nghĩa của câu Phật hiệu này Đây là tiếng Phạn a di đà Phật nếu dịch thành ý nghĩa trung hoa thì không phải là không thể dịch dịch rất dễ a dịch là vô dĩ đà dịch là lượng phật dịch là giác a di đà phật dịch thành ý nghĩa trung hoa là vô lượng giác có gì phật nào không phải là vô lượng giác điều như vậy cho nên vô lượng giác Là danh hiệu chung của tất cả chư Phật Niệm một danh hiệu Phật này Thì niệm hết tất cả chư Phật rồi Không sót gì nào Sao quý vị không tính? Vẫn muốn theo dòng tưởng phân biệt chấp trước của mình Vậy thì sai rồi Một là tất cả Tất cả là một Chẳng thể không biết đạo lý này Lại nữa Nhất tâm có hai loại là sự và lý Vô như niệm là sự nhất tâm bất loạn Vào thật tướng là lý nhất tâm bất loạn Nói rất hay Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta là sự nhất tâm. Ngài có vào thật tướng không? Có. Từ lời nói của Ngài, thỉnh thoảng cũng để lộ ra một hai câu. Quý vị hãy nghe kỹ, trong đó có một câu. Ngài nói, điều gì tôi cũng biết. Chỉ là không thể nói. Lại đối chiếu với ghi chép trong vĩnh tư tập. Sư phụ của Ngài thế độ cho Ngài. Lúc đó Ngài 20 tuổi. Sau khi thế độ, chỉ dạy ngài một câu nam mô a di đà phật dặn dò ngài cứ niệm liên tục sau đó còn có lời nói thêm hiểu rõ rồi không được nói lung tung không thể nói đây là ý gì vậy hiểu rõ rồi có ý gì hiểu rõ chính là đại triệt đại ngộ Đại trị đại ngộ thì điều gì cũng biết Điều gì cũng biết Nhưng thế nào không thể nói Không được nói lung tung Không thể nói Ngài ý giáo phùng hành Ngài thật sự không nói Cho nên Ngài thật sự minh tâm kiến tánh Ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn Đó chính là vào thật tướng. Tôi ở bên cạnh quan sát. Công phu niệm Phật của tịnh độ có ba cấp bậc. Thứ nhất là công phu thành phiến. Công phu thành phiến thì nắm chắc được việc giảng sanh. Chỉ cần quý vị không thoái tâm Quý vị nhất định giảng sanh Giảng sanh là sanh gì đâu? Sanh đồng cư tịnh độ Phạm thánh đồng cư độ Phạm thánh đồng cư độ của thế giới cực lạc Chỉ có hai đường Hai đường trời và người Thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật có sáu đường Thế giới cực lạc chỉ có hai đường người và trời không có tu la không có địa ngục không có ngạ quỷ không có súc sanh chỉ có hai đường công phu thành phiến thì được giảng sanh niềm đến sự nhất tâm bất loạn vừa rồi đã nói trong tâm chỉ có a di đà phật ngoài a di đà phật ra thì không có ý niệm nào cả sự nhất tâm bất loạn thì sanh phương tiện hữu dư độ Niệm đến lý nhất tâm bất loạn Chính là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Sanh thật báo trang nghiêm độ Không như nhau Cái ngộ khó Không dễ dàng Nhưng Công phu thành phiến Sự nhất tâm bất loạn chúng ta đều có thể đạt được. Chỉ cần thật làm. Nỗ lực ở thế giới này, sau khi giảng sanh, quý vị sẽ cảm thấy vô cùng xứng đáng. Bởi vì ở thế giới cực lạc, từ đồng cư độ, thăng cấp đến phương tiện độ, cũng cần thời gian tương đối dài. Ở thế giới này tu hành nhanh hơn thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không có chướng duyên. Thăng cấp chậm chậm. Ở thế giới này rất nhiều chướng duyên. Vì vậy, thăng cấp rất nhanh. Tu hành ở thế giới này chịu được sự khảo nghiệm Cho nên thành tựu nhanh, thành tựu cao Không giống ở thế giới cực lạc Cho nên người thật sự biết tu hành Ở thế giới này hay cõi nước khác đều tốt Nhưng đời này quyết định phải giảng sanh tình độ tính tâm này phải mãnh liệt chẳng thể không có tôi nhất định được giảng sanh mãnh liệt như vậy chúng ta xem tiếp đoạn văn bên dưới nhất tâm niệm con ở đây thật sự bao gồm cả lý và sự điều này là đích thân a di đà phật nói nhất tâm niệm danh hiệu của ngài ở trong đây có sự và lý lý sự chúng ta đừng tranh luận đừng vọng tưởng trước tiên sự sự nhất tâm sau đó tự nhiên chứng được lý nhất tâm vậy thì đúng rồi tiến hành theo tuần tự đây là một quá trình nhất định phải lấy lý nhất tâm làm tiêu chuẩn. Vì sao vậy? Sau khi được sự nhất tâm, tâm thanh tịnh, đạt được tâm thanh tịnh rồi, chưa đạt được tâm bình đẳng. Quý vị xem cái đề kinh viết thanh tịnh bình đẳng giác ba giai đoạn. lý nhất tâm là tâm bình đẳng trong cuộc sống hàng ngày đối dân tiếp vật xử việc phải dùng tâm bình đẳng bắt đầu từ đại công vô tư hãy nhớ một nguyên tắc này đối với tất cả người việt và vật đều đại công vô tư. Nếu như có lúc quên mất rồi, quý vị hãy nhắc lại câu cuối cùng của đại sư lục tổ khi khai ngộ. Hạ kỳ tự tánh năng sanh dạng pháp. Dạng pháp là do tự tánh sinh ra. Tự tánh là một. Dạng Pháp là vô lượng vô biên Vô lượng vô biên Pháp đều cùng một tự tánh sanh ra Dần dần quý vị sẽ phát hiện khái niệm một thể Điều này tốt Chúng sanh và dạ ta là một thể Tôi thương thân của tôi Thì tôi sẽ tương thân của họ Là một không phải hai Điều này tốt giúp chúng ta quán tưởng giúp chúng ta tu tâm bồ đề được viên mạng không đến mức tôi thích cái này tôi ghét cái kia như vậy thì không tốt đây chính là phân biệt chấp trước phân biệt chấp trước là tâm vọng tưởng là mạc na thức ý thức thứ sáu không phải là chân tâm phải chú ý điều này Từ từ sẽ thăng cấp lên Tiếp theo nói Người học tình nghiệp ở hiện thế Đây là thế gian hiện tại Chỉ cần tin sâu nguyện thiết Xưng niệm danh hiệu Chính là nhất tâm niệm con Chúng ta bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây Tin sâu Có thế giới cực lạc Có a di đà Phật Đối với điều này tuyệt đối không hoài nghi Nguyện thiết thiết là khẩn thiết Tôi chỉ có một nguyện vọng Nguyện sanh tịnh độ Tôi nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc Thân cận a di đà Phật Học tập theo Ngài Tôi chính là vì tin sâu nguyện thiết Cho nên mới niệm danh hiệu Phật Xưng niệm danh hiệu Niệm ra tiếng được Không niệm ra tiếng cũng được Lão Hòa Thượng Hải Hiện biểu diễn cho chúng ta Thời gian ngày niệm thầm nhiều Có lúc Kim Cang Trì Kim Cang Trì là miệng động không có tiếng Nhưng hơn nửa thời gian ngày Vẫn là niệm thầm Miệng cũng không động Phật hiệu trong tâm không gián đoạn Như vậy nhất định được giảng sanh như đại sứ thiện đạo nói nhất tâm tuyên niệm danh hiệu di đà đi đứng nằm ngồi bất luận thời tiết lâu hay nhanh thời gian niệm lâu hay nhanh niệm niệm chẳng xả bỏ đây là nhất tâm niệm phật Điều này quan trọng Vì từ sự giàu lý Nên toàn thể trong sự là lý Cho nên Tu sự nhất tâm sẽ tự nhiên Từ từ kế nhập lý nhất tâm Đừng gấp gáp Đừng phân biệt Hết thảy hãy để tự nhiên thành tựu Tự nhiên tốt hơn tất cả tự nhiên là hoàng mỹ nhất nếu như chúng ta nôn nóng vẫn muốn nhanh chóng vì sao chưa được lý nhất tâm như vậy thì phá hoại lý nhất tâm rồi vì sao vậy quý vị xen tạp niệm vào nếu ta bất loạn là trong đó không có tạp niệm Cho nên chúng ta phải học từ sự giàu lý Từ công phu thành phiến bước vào Tất cả đều là tự nhiên Toàn thể trong sự là lý Đây là thật Sự là hiện tượng Lý là lý thể đường tịch quan là lý, quang trung quá phật vô số ức, năng sanh giảng pháp, mà lục tổ nói năng sanh giảng pháp là sự, năng sanh đó là thể. Sự có sanh diệt Thể không có sanh diệt Không sanh không diệt Cùng với năng sanh dạng Pháp là một không phải hai Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này Đừng quên mất Có lúc cảnh giới mất rồi Niệm vài câu kinh văn này Quán tượng thì trở về Khôi phục lại rồi Trong sự có lý Trong lý có sự Lý sự là một Lý sự không hai Đây hoàn toàn thuộc về cảnh giới Chúng ta xem chú giải dạ bên dưới của niệm lào. Nguyện thứ 19 ở trên là nhân Nguyện thứ 20 chính là quả Nguyện thứ 19 là niệm Phật Nguyện thứ hai mươi là giảng sanh. Giảng sanh là quả. Bởi vì giảng sanh làm Ai Duy Diệt Ký Bồ Tát. Đây là quả. Nếu có người phát tâm niệm Phật như nguyện thứ mười chín, thì khi lâm chung Đức Di Đà và các vị Bồ Tát dân dân ở thế giới cực lạc đến đây tiếp dẫn hiện trước mặt người ấy trong khoảnh khắc khoảnh khắc là thời gian rất ngắn theo kinh đại tập là 48 phút của hiện nay 48 phút thời gian rất dài Điều này thì cổ nhân có kinh luận làm căn cứ. 48 phút, không đến một tiếng. Người ấy liền giảng sanh cực lạc tình độ. Làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Trên đây là nguyện thứ 20. Nguyện Lâm chung Tiếp Dẫn. Cho nên có nhân có quả. Nhớ hướng chuyên niệm là nhân Giáng sanh cực lạc là quả Chúng ta xem chú giải của niệm lão Hiển bày sự thâm sâu phương tiện diệu dụng Không thể nghĩ bàn của quả giáo tha lực nhân quả đồng thời 84.000 pháp môn khác tu nhân chứng quả Giống như chúng ta trồng cây gì Qua nợ cái trái Pháp môn tình độ không phải vậy Nhân quả đồng thời Cho nên dùng hoa sen để biểu pháp Hoa sen là nhân quả đồng thời. Có hoa. Trong hoa sen có đại sen. Trong đại sen thấy được hạt sen. Dần dần, hoa viên mãn rồi. Nở hoàn toàn. Hạt sen chính rồi. Dùng hình ảnh này để làm ví dụ. Cho nên tịnh tông cũng gọi là liên tông. Dùng hoa sen làm ví dụ. Quả giáo tha lực trong đây Không phải nhờ bản thân Mà hoàn toàn nhờ vật lực giá trị Đây là tha lực Không thể nghĩ bạn Chúng ta không cách nào tưởng tượng được Phương tiện diệu dụng Đạt đến cứu cánh viên mạng những phàm phu mang theo phiền não giảng sanh đều do nguyện này của đức di đà và đại lực từ bi giếp thọ của thánh chúng hiện tiền lúc làm chung điều này chúng ta phải cảm ơn đây là thật không giả chút nào một phàm phu cả một phẩm phiền não cũng chưa đoàn Họ mang theo mê hoặc điên đảo Phiền não tập khí có thể giảng sanh Vì sao vậy? Đây là việc không thể nào Cho nên là Pháp khó tin đều do nguyện này của Đức Di Đà Nguyện thứ 20 của A Di Đà Phật Nguyện thứ hai mươi là đới nghiệp giảng sanh. giảng sanh đến thế giới cực lạc và làm a duy diệt trí bồ tát a duy diệt trí bồ tát bất thoái này có ba loại bất thoái thứ nhất là gì bất thoái thứ hai là hạnh bất thoái thứ ba là niềm bất thoái vị bất thoái là a la hán của tiểu thừa chứng được Hành bất thoái là đại thừa Bồ Tát chiến được Không còn thoái chuyển đọa tiểu thừa nữa Niệm bất thoái là phát thân Bồ Tát chiến được Từ niệm bất thoái chính là Vẫn luôn tiến bước đến quả giác cứu cánh Thật sự không thể nghĩ bạn Dùng công phu không nhiều Nhưng thành tựu thì không thể nghĩ bạn Cho nên gọi là Pháp có tình Những người tu 84.000 Pháp môn đó Quý vị nói với họ điều này Họ không thể tiếp nhận Làm gì có việc này Là lời Phật nói có lẽ họ cũng hiểu sai rồi Có thể đây là phương tiện quyền xảo của Phật Để an ủi những chúng sanh ngu si này mà thôi Những người nghiệp chướng sâu nặng An ủi họ mà thôi Chưa chắc là thật Những gì Bồ Tát ấy nghĩ như vậy Sai rồi Không biết được sự thù thắng của Pháp môn này Vì vậy Chúng ta phải cảm ơn Phật Bồ Tát Lâm chung hiện tiền Đại lực từ bi giúp thọ Như Pháp Sư Linh Chi Đời Nhà Tống nói Phải là người Lâm chung Thức thần vô chủ nghiệp chủng hiện ác chủng là chủng tử chủng tử tập khí của nghiệp tiền ác thảy đều hiển hiện hoặc khởi ác niệm hoặc khởi tà kiến hoặc sanh hệ luyến hoặc phát quần dòng không chỉ có một ác tướng đều gọi là điên đạo nếu như bình thường Chúng ta bình tĩnh quan sát tỉ mỉ Ở trong bệnh viện có thể nhìn thấy Hình dạng sắp ra đi của một người Khi ra đi rất an tường Chắc chắn là đoạn ác tu thiện Tích công lũy đích Họ mới có tướng này tâm hành bất thiện thì hiện ra đều là tướng xấu quý vị xem ở chỗ này nói người lâm chung thức thần là thức thứ 8. Thức thứ tám thứ thứ tám không làm chủ được chủ tử thiền ác tiềm tàng trong a là giải thích điều hiện ra Nếu như người này bình thường làm ác nhiều thiện ích Vậy thì chúng tử ác hoàn toàn hiện ra Không thấy được chúng tử thiện Chắc chắn đọa được ác Nếu như chủng tử thiện và ác đồng thời đều hiện ra, vậy thì không biết cuối cùng là chủng tử nào dẫn dắt họ. Nếu như là chủng tử thiện, thì phước báo trời người. Chủng tử bất thiện xuống ba đường ác rồi. Xã hội hiện nay, tất cả chúng sanh nam nữ già trẻ các ngành các nghề hiện nay chúng ta ở thế gian này từ sáng đến tối chúng ta tự xét lại mình trong ngày hôm nay mấy chục tiếng từ sáng đến tối là ý niệm thiện nhiều hay ý niệm bất thiện nhiều chẳng thể không biết điều này nếu như ý niệm bất thiện nhiều bây giờ một hơi ít không vào ý niệm bất thiện sẽ dẫn chúng ta đến ba đường ác. Rất đáng sợ. Đây không phải là việc nhỏ. Chúng ta không muốn đến ba đường ác. Niệm niệm đều là niệm thiện. Niệm bất thiện thì không sanh, không khởi. Điều này tốt. Vì sao phải khởi ý niệm bất thiện? Đương nhiên tốt nhất là ý niệm hoàn toàn quy về niệm Phật. Ý niệm vừa khởi thì chuyển thành a di đà Phật. Không để ý niệm tồn tại trong tâm. Trong tâm chỉ có a di đà Phật tốt. Hoặc khởi ác niệm, Hoặc khởi tà kiến, đây đều là dọa ba đường ác. Hoặc sanh hệ luyến, hệ luyến là gì? Có tham luyến đối với thế gian này, trong này nhiều nhất có lẽ là tình thân, không nở xa nhau. Đây là lý do vì sao Ấn Tổ thường khai thị Người niệm Phật khi lâm chung Người thân quyến thuộc đừng ở bên cạnh Ở bên cạnh chăm sóc Tốt nhất đều là liên hữu Đồng tham đạo hữu Họ biết được Người thân quyến thuộc Rất dễ làm họ tham luyến có chia khó lìa Thôi rồi Vì thì xuống đường ác rồi Điều này rất đáng sợ Có cuồng vọng cuồng vọng nói chung đều là đọa địa ngục Làm ác quá nhiều rồi Tập khí ác hoàn toàn thể hiện hành trong lúc này Không chỉ có một ác tướng Không chỉ có một rất nhiều đều gọi là điên đạo có thể thấy phàm phu nghiệp nặng khi lâm chung càng nhiều điên đạo hơn là do nỗi khổ tứ đại bức bách đau không nói lên lời đây chính là đau bệnh thần thức rời khỏi thân thể đương nhiên chúng ta không có kinh nghiệm này nhưng trong kinh có một ví dụ Phật nói rằng Thần thức của chúng ta rời khỏi thân thể Sự đau khổ đó giống như rùa sống bị lột mai Nêu ra ví dụ này Con rùa, con rùa sống Lột mai của nó ra Quý vị nghĩ thử xem Đau khổ biết mấy Thần thức của chúng ta rời khỏi thân thể chính là như vậy Đây là một việc vô cùng đáng sợ chúng ta muốn tránh khỏi cửa ải này phương pháp duy nhất chính là tính nguyện trị danh điều này phải làm hàng ngày trong cuộc sống thường ngày chuẩn bị tốt khi ta ra đi không bị quấy nhiều như lão hòa thượng hải hiền vô cùng tự tại nói đi là đi nhìn thấy phật để tiếp dẫn thì liền đi theo phật không lưu luyến thân thể này bỏ đi không cần nữa đây là giải thoát vì vậy nếu nói là có bệnh khổ Có tử khổ Đau khổ không thể nói lên lời Làm sao chánh niệm trì danh Lúc này đáng sợ nhất Cho nên vì sao phải trợ niệm Sợ khi lâm chung đau khổ khiến quý vị không thể đề khởi Phật hiệu Không nhớ ra được Vì lo đau bệnh này thì hỏng rồi Như vậy cần phải trợ niệm trợ niệm không phải là không có tác dụng rất hữu dụng nhưng không cần trợ niệm đương nhiên là tốt nhất bản thân nắm phần chắc phần chắc này nhất định là a di đà phật đến giao hẹn với quý vị ngay cả mấy giờ mấy phút mấy giây cũng không sai lệch ngài sẽ nói với quý vị lúc đó quý vị nhìn thấy phật và đại chúng đến nghênh đón ra đi hoan hỷ quên mất thế giới bên này rồi tuyệt đối không thể nghĩ thế giới này vừa nghĩ đến thì không thấy phật bồ tát nữa Luân đạo luân hồi sẽ hiện tiền quý vị nói xem đáng sợ biết mấy vì vậy không thể trì danh làm sao được giảng sanh Quý vị niệm Phật mà quên cả niệm Phật rồi Vậy thì quý vị sẽ không thể giảng sanh Cho nên biết Phạm Phu giảng sanh Chẳng phải bằng tự lực Toàn nương vào đại nguyện của Đức Di Đà Gia vị Khiến cho họ không điên đảo mới được giảng sanh Lời nói này không sai chút nào Chúng ta phải khẳng định Chính mình là Phạm Phu Đừng tưởng rằng công phu của mình không tệ Công phu của mình thật sự không tệ Thường xuyên thấy Phật Nhưng đó là công phu chân thật Nếu đó là giả Thì quý vị bị yêu ma quỷ quái lừa gạt rồi Họ sẽ hiện tướng Phật đến dụ hoặc quý vị Để dẫn dắt quý vị đó không phải là thật Vào lúc này quý vị không biết Quý vị nhìn thấy ai đến tiếp dẫn Dược sự Như Lai tiếp dẫn quý vị Hằng à ngày quý vị nghĩ địa tạng Bồ Tát Địa tạng Bồ Tát đến tiếp dẫn quý vị rồi Đó đều không phải là thật Quý vị tu tịnh độ Nhất định là Tây Phương Tam Thánh Bổn tôn Không thể là Phật Bồ Tát khác Phật Bồ Tát khác là giả mạo phải biết rõ nhìn thấy phật bồ tát khác vẫn niệm a di đà phật đừng quan tâm đừng đi theo phải khẩn trương niệm a di đà phật cầu a di đà phật đến tiếp dẫn cho nên hoàn toàn nương vào đại nguyện của đức di đà gia vị khiến cho chúng ta không điên đạo không điên đạo là rõ ràng sáng tỏ thông suốt thấu triệt như vậy mới có thể giảng sanh thời gian hôm nay hết rồi chúng ta học tập đến đây thôi hết tập 188 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc chống viên thành phật quả rộng độ khắp chúng sanh Nam mô A Di Đà Phật